Mình tên là Hoàng Văn Nghĩa, mình đến từ Bắc Cạn. Mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thái Nguyên. Hiện tại thì mình đã niềng răng tại Nha Khoa Thùy Anh được 5 tháng. Và trong quá trình đó thì mình được các bác sĩ cũng như là chị Thùy Anh đặc biệt quan tâm và chỉnh nha cho mình. Hiện tại tình trạng của mình là khớp cắn ngược. Và sau khoảng thời gian 5 tháng là khớp cắn của mình đã ra hoàn toàn và mình đã tự tin cười được trước mọi người. Mình đã tìm hiểu được trong khoảng thời gian trước khi niềng là 2 năm rưỡi. Và sau khi mà điều kiện kinh tế cho phép cũng như là mình tìm kiếm một công việc thích hợp gần với nha khoa uy tín, đó là Nha khoa Thùy Anh, thì mình đã quyết định niềng răng. Để biết được Nha khoa Thùy Anh thì mình đã tham khảo rất là nhiều trang fanpage trên Facebook cũng như là trên các website. Và mình cũng đã comment hỏi rất là nhiều bạn. Thì mình được nhận những tin tốt từ các bạn, cũng như comment các bạn khen ngợi bác sĩ Thùy Anh tận tình và cũng như là đội ngũ y bác sĩ ở đây rất tốt. Nên mình đã chọn Nha khoa Thùy Anh để đặt niềm tin ở đấy. Khi mà mình mới thực hiện niềng răng thì mình cảm giác của mình là muốn khoe với mọi người là mình niềng răng. Mình rất vui tại vì trước lạ sau quen mà. Các bạn đằng sau cũng rất là ủng hộ mình trong quá trình niềng răng. Mình không gặp khó khăn gì trong việc giao tiếp. Mình chỉ có hơi khó khăn trong việc ăn uống. Tại vì khi ăn uống thì sẽ thức ăn hay là đồ ăn vặt sẽ dễ bám trên mắc cài của mình. Đấy là khó khăn duy nhất. Còn việc nói chuyện và hát hò thì rất là bình thường, không ảnh hưởng gì ạ. Khó khăn của mình duy nhất chỉ là mình phải đánh răng thường xuyên hơn. Sự thay đổi của mình là tình trạng khớp cắn ngược đã được cải thiện hoàn toàn ạ. Và ăn uống của mình cũng dễ hơn rất là nhiều. Hiện tại của mình cảm thấy hơi hối hận vì không niềng sớm hơn. Và cũng khuyên các bạn đã và đang có ý định niềng răng thì niềng sớm và hãy đến với Nha khoa Thùy Anh này. Với những bạn hiện tại đang làm việc tại Samsung thì mình cũng có một lời khuyên các bạn là đến Nha khoa Thùy Anh này để niềng răng, tại vì đội ngũ y bác sĩ đây rất tốt và các bạn xung quanh khu vực Thái Nguyên. Trên đây mình xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ cũng như là bác sĩ Thùy Anh đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình niềng răng, và mình xin cảm ơn tất cả mọi người tại Nha khoa Thùy Anh.